Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định cách ly tập trung đối với khách bay từ Thành phố Hồ Chí Minh. Phát tiền cho người thuê trọ vì ai cũng khổ như ai. Hãng Merck xin FDA Mỹ cấp phép thuốc Monopiravir. Và nữ vận động viên mô tô thực hiện kỷ lục khó tin. Ủy ban Nhân dân Hà Nội, thành phố Hải Phòng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa, trong đó không yêu cầu hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế phải cách ly tập trung. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hành khách đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch theo quy định của Trung ương và thành phố Hà Nội. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tối ngày 11 tháng 10 cũng bỏ quy định cách ly y tế tập trung đối với tất cả hành khách xuống cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại Hải Phòng. Người đến từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, vùng màu đỏ, cam, vàng chỉ phải thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 2 và thứ 7. Hiện vẫn có một số địa phương yêu cầu hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện cách ly tập trung, bao gồm Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng. Riêng Đà Nẵng không yêu cầu cách ly tập trung, nhưng hành khách phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày với người về từ vùng dịch. Từ ngày mai 13 tháng 10, ngành đường sắt chạy một đôi tàu khách tuyến Bắc Nam và một đôi tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Bộ Giao thông Vận tải đã thí điểm mở lại hai tuyến vận tải hành khách bằng đường sắt trên. Người dân di chuyển phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và viết bản cam kết. Cụ thể, trên tuyến tàu Bắc Nam sẽ chạy hàng ngày thì đôi tàu khách thống nhất SR7 và SR8. Tàu SR8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10. Tàu SR7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10. Tàu SR78 sẽ thực hiện việc đón trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến. Còn trên tuyến Hà Nội Hải Phòng từ ngày 13 tháng 10 sẽ chạy hàng ngày đôi tàu khách LB5 và LB6 xuất phát tại ga Hà Nội và Hải Phòng, thực hiện việc đón trả hành khách tại 7 ga trên tuyến. Tuần qua, khi nhiều tỉnh thành nới lỏng giãn cách thì xuất hiện làn sóng người dân từ thành phố Hồ Chí Minh bỏ về quê. Bên cạnh đó thì cũng không ít người lao động đến từ khắp mọi miền, dù khó khăn vẫn quyết tâm trụ lại thành phố. Với niềm tin khi nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hoạt động trở lại, họ sẽ có thêm cơ hội việc làm, vượt qua được khó khăn. Mời quý vị sẽ lắng nghe tiếng nói của những người đã chọn ở lại. Tình hình dịch dễ bây giờ, công ty hoạt động trở lại giờ thôi. Cũng gần Tết rồi, vợ chồng cũng ráng ở đây. Nữ về dưới thấy thu nhập nó không có bằng ổn định bằng ở đây. Bây giờ công ty đó kêu chuẩn bị vô làm, kẹt rồi lỡ làm ở đây làm luôn. Nếu mà được thì hy vọng hỗ trợ tiền nhà trọ chút rồi. Mấy gói tiền trợ cấp yêu cầu cho tới được công nhân trong giải trọ này là mừng lắm rồi. Điều mà để người dân yên tâm mà để thực hiện cái ở lại mà không trở về quê là thứ nhất là chính sách an sinh xã hội chúng ta phải bảo đảm những gói hỗ trợ của thành phố đúng người, đúng đối tượng và bảo đảm là không ai để thiếu và cũng không để lại ai phía sau. Thì đó là những điều kiện tiên quyết nhất. Về hay ở, đó là quyết định của mỗi người. Và đằng sau mỗi sự lựa chọn là rất nhiều nỗi niềm. Chỉ mong rằng mỗi người hãy giữ cho mình niềm tin về tương lai, cố gắng tìm giải pháp để đưa cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường. Đại gia Pizama hay là ông chủ trọ siêu cấp dễ thương, đó là những biệt danh mà dân mạng đặt cho người đàn ông trong video clip cầm cọc tiền phát cho người thuê nhà đang gây sốt những ngày qua. Người mà chúng tôi đang muốn nói đến chính là cụ ông Lê Tuấn Giảng, 78 tuổi, chủ nhà trọ tại hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường được bà con xóm trọ gọi với cái tên thân mật là chú Tư. Video clip ghi lại hình ảnh ông Tư mặc bộ đồ ngủ, cầm cả cọc tiền phát lần lượt cho người xóm trọ. Đây chỉ là một phần nhỏ trong những điều mà ông đã giúp đỡ những người thuê nhà nhiều tháng qua. Tháng trước thì giảm nữa, tháng vừa rồi là không có thu tiền mà còn cho tiền lại nữa đó chị. Mình ở trọ ở đây là chủ tốt, hỗ trợ công nhân thất nghiệp là ok quá rồi. Tận mắt chứng kiến những bữa cơm đạm bạc, tô canh lòng bỗng nước của người lao động thất nghiệp, chú Tư vét tiền túi và kêu con gái phụ thêm để tặng mỗi phòng 200.000 đồng và tặng luôn một số phòng trọ trong hẻm của chủ trọ khác vì ai cũng khổ như ai. Tháng này là một
biển luôn. Ta mới đi làm thiện ở đâu? Tôi sống ở đây, cái khổ của người ta tôi biết hết. Không có gì sướng bằng làm được thiện. Ngày trước, chú Tư làm bếp ông Táo ở khu lò gốm, cực khổ kiếm từng đồng tiền nuôi các con ăn học. Giờ đây, con cái đều có công ăn việc làm ổn định. Ông quan niệm, cần sống có đức, làm nhiều việc thiện thì ắt trời thương. Phố Bùi Viện, nơi nổi tiếng với các tụ điểm vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, nay vẫn ngủ đông sau khi thành phố đưa ra chỉ thị 18. Để mưu sinh, người dân hộ kinh doanh đã buộc phải xoay chuyển nhiều hướng, nỗ lực thích nghi với cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới. Những nhà hàng, quán bar sôi động trước kia nay biến thành cửa hàng thực phẩm hoặc đóng cửa ngủ đông. Người dân trên phố Tây cũng dần thay đổi thói quen để bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới. Chị Hoa từng là quản lý quán bar, nay trở thành quản lý một cửa hàng rau củ, thực phẩm tươi sống. Mong là làm sao là bán được hết hàng đi đã, nếu hết dịch bệnh hoặc nhà nước mà cho mở lại quán bar nhà hàng thì nơi đây sẽ mở lại. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi kinh doanh, thích nghi với tình hình mới. Phương châm là phải vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa từng bước hồi phục kinh tế. Tất cả những cái hộ mà những trong những ngành nghề mà danh mục không được hoạt động á, thì nếu mà có cái nhu cầu muốn chuyển đổi kinh doanh về một ngành nghề khác thì phường cũng sẽ cố gắng mà hỗ trợ. Về lâu dài, người dân tại đây mong sớm trở lại hoạt động kinh doanh như cũ, để phố Bùi Viện lại là điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 10, ông Phạm S. Chó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để làm rõ nội dung phản ánh hồ Pró, huyện Đơn Dương bị bức tử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, các cơ quan đơn vị có liên quan, rà soát toàn bộ phạm vi ranh giới công trình thủy lợi Pró, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh tại bài báo trên về việc khai thác đá quanh hồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ đập hồ chứa nước Pró. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 10 năm 2021. Ở phần an ninh trật tự, xưởng mút xốp ở Bình Dương chìm trong biển lửa. Và bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã đặc biệt 10 năm. Chiều qua, xưởng chuyên sản xuất mút xốp tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương bất ngờ bùng cháy dữ dội. Lực lượng công nhân dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Những công nhân phát hiện lửa phát ra từ xưởng trên đường DT747B, phường Khánh Bình vào lúc 16h30 phút ngày 11 tháng 10. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bao trùm cả nhà xưởng. Nhiều người đứng xa hàng km nhận thấy cục khói bốc cao cuồn cuộn. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa toàn vật liệu dễ cháy nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau một giờ chữa cháy, lửa đã cơ bản được dập tắt, nhưng nhiều máy móc và cuộn xốp thành phẩm trong xưởng bị thiêu rụi. Một xưởng kế bên chưa đi vào sản xuất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ cháy. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Chiều qua, cơ sở thu mua phế liệu nằm trên đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bất ngờ cháy sau khi dập tắt phát hiện nhiều thùng dầu không rõ nguồn gốc. Khoảng 16 giờ 30 phút, chủ cơ sở thu mua phế liệu nghe tiếng nổ lớn và mùi khét nên đã hô hoán cùng dập lửa và gọi cơ quan chức năng. Do có nhiều vật dụng dễ cháy như can đựng dầu, thùng phi đựng dầu, nhựa, giấy, vỏ xốp nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều doanh nghiệp lớn gần đó đã điều động 4 xe cứu hỏa, 1 xe bồn và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến gần 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhà xưởng và phần lớn tài sản bị thiêu rụi. Qua kiểm tra, còn một số thùng dầu không rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 11 tháng 10, tại trụ sở công an xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, đại diện công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời Quách Sén, ngụ xã Phú Hưng đến trụ sở làm việc vì hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.
Theo hồ sơ, vào ngày 7 tháng 10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1 đã lập biên bản đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải về lỗi vi phạm, điều khiển xe chở theo hàng hóa không có giấy phép vận tải. Đến trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook mang tên Sáng Quách đăng tải nội dung chửi bới xúc phạm, trong đó nêu rõ cả tên, cấp bậc của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch. Sau đó, nội dung trên đã được gỡ bỏ trong ngày. Qua làm việc, Quách Sáng đã thừa nhận là chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ trên mạng xã hội. Lực lượng đã lập biên bản và đề xuất hình thức xử lý nghiêm về hành vi vi phạm trên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa bắt nghi phạm Nguyễn Thị Thu, ngụ ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thu đang có quyết định truy nã đặc biệt của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2010, Thu đã làm chủ đường dây hụi và không có khả năng trả tiền nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, tổng số tiền chiếm đoạt của hụi viên khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi bỏ trốn, đối tượng Thu đến thành phố Hồ Chí Minh làm nghề tạp vụ. Đến năm 2013, đến huyện Đức Huệ làm nghề bán hủ tiếu và vé số cho đến khi bị bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trong ngày 11 tháng 10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, việc kiểm tra phát hiện một nhà kho chứa số lượng lớn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và túi bao xoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trưa ngày 10 tháng 10, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phối hợp cùng Công an xã Phú Hữu, huyện An Phú tiến hành kiểm tra nhà kho không tên tại ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho chứa trên 11.000 chai gói thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, phân bón. Và ngoài kho còn có trên 297.000 túi bao xoài xuất xứ Trung Quốc. Qua làm việc, bà Ngụy Thị E, sinh năm 1968, trú tại địa phương, đã thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Ở phần thông tin thế giới cập nhật, Anh nghiên cứu tác động của COVID-19 với phụ nữ mang thai. Tác phẩm kết hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại. Hãng dược phẩm Merck đã nộp đơn lên chính phủ Mỹ để yêu cầu cấp phép cho Monopiravir, loại thuốc uống điều trị COVID-19 của hãng này. Quá trình xét duyệt sẽ mất vài tuần. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA sẽ xem xét dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn của thuốc trước khi đưa ra quyết định. Nếu được cấp phép, Monopiravir sẽ là loại thuốc kháng virus dạng uống đầu tiên được sử dụng để điều trị COVID-19. Cho đến nay, tất cả các loại thuốc điều trị COVID-19 mà FDA cấp phép đều là thuốc tiêm hoặc truyền tĩnh mạch. Monopiravir can thiệp vào khả năng sao chép của virus SARS-CoV-2, ức chế sự phân chia của virus, tạo ra các bản sao bị lỗi, khiến virus không thể nhân lên và bị đào thải khỏi cơ thể. Theo các số liệu công bố tuần trước, thuốc giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 50% ở các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và trung bình. Merck cho biết hãng dự kiến sản xuất 10 triệu liều Monopiravir vào cuối năm nay. Chính phủ Mỹ đã đồng ý mua một lượng Monopiravir trị giá 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ nếu FDA cấp phép sử dụng cho loại thuốc này. Theo số liệu mới công bố từ nghiên cứu của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh NHS, có gần 20% số bệnh nhân bị COVID-19 nặng là phụ nữ mang thai chưa được tiêm chủng. Khi mang thai được 29 tuần, cô Kelsey Rao đã bị các triệu chứng COVID-19 nặng. Các bác sĩ buộc phải gây mê chủ động cho cô để giảm thương tổn. Khi tỉnh lại, cô nhận ra con trai mình đã chào đời từ lúc nào. Đến giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết chuyện gì đã xảy ra qua lời kể của mọi người. Nhưng tôi nghĩ nếu ai đó hiểu rằng mình có thể hôn mê và tử vong, họ sẽ cân nhắc nhiều hơn về việc tiêm vaccine. Trong khi đó, cô Olivia Boston phải nhập viện vào tháng 12 năm ngoái, thời điểm vẫn chưa có vaccine. Các bác sĩ nói em bé có thể chích lưu, do vậy trong vòng 48 giờ, họ đã phải mổ lấy thai cho tôi ở tuần thứ 39. Phụ nữ mắc COVID trong thai kỳ, đặc biệt là giai đoạn sau sẽ có nguy cơ chuyển nặng và có thể phải nhập viện. Họ có thể tiêm vaccine ở bất cứ giai đoạn nào. Nó không làm tăng nguy cơ sảy thai, thai chích lưu hay sinh non. Với những bằng chứng hiện tại, giới chức y tế Anh cho rằng đã đủ bằng chứng để kêu gọi các thai phụ tiêm vaccine.
Một xưởng sản xuất rượu 1.500 năm tuổi với quy mô chưa từng thấy vừa được khai quật ở miền trung Israel. Phát hiện này đã cho thấy cách mà người dân vùng đất này đã làm ra rượu vang trắng nhẹ chất lượng cao, vốn rất phổ biến thời cổ đại. Một cụm 5 cây ép rượu, ước đoán từng sản xuất khoảng 2 triệu lít rượu mỗi năm, đã được cơ quan của Việt Israel khai quật ở thành phố Yavne. Các công trình kiến trúc bằng đá được bảo tồn tốt đến nỗi sau nhiều thế kỷ, các nhà khoa học vẫn có thể dễ dàng hình dung ra quy trình sản xuất rượu vang. Tại đây, người ta có thể chứng kiến từ nơi những quả nho được ép lấy nước ngọt liệm cho đến sàn ngâm nho, bồn chứa. Hàng chục bình rượu được làm ngay tại đây cũng được tìm thấy, dung tích lên tới 25 lít. Những chiếc bình này từng được tìm thấy trên khắp châu Âu. Nhóm đã tìm thấy cả những hố nho, từ đó mở ra khả năng biết được hương vị của loại rượu cổ đại và cả loại nho bí ẩn mà người xưa sử dụng. Loại rượu này có lẽ khá ngọt, khẩu vị của người châu Âu thời kỳ đó là vị ngọt, nó có chất lượng rất cao, cả các vị hoàng đế cũng yêu thích. Sự độc đáo của nhà máy sản xuất này nằm ở quy mô và thiết kế của nó. Toàn bộ khu phức hợp có kích thước bằng một sân bóng đá và giới chức Israel hiện đang lên kế hoạch mở cửa cho công chúng vào tham quan địa điểm này. Đến với bảo tàng Tate Modern ở thủ đô London, nước Anh, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn những con sứa đang bay lơ lửng ngay trên đầu họ. Đương nhiên, đây không phải những con sứa thật mà là một sản phẩm công nghệ rất độc đáo. Đàn sứa này là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của Anika Ji, có tên Yêu cả thế giới. Thực chất, chúng là những cỗ máy đặc biệt, gọi là Aerobsinogelis, có thể di chuyển xung quanh không gian nhờ một hệ thống sinh học nhân tạo. Người phụ trách bảo tàng cho biết, việc này khiến chúng hoàn toàn tự chủ, không bị điều khiển bởi con người. Nếu quan sát, du khách sẽ thấy các aerob này nổi lên từ phía sau một bức tường màu xám, cũng là không gian mà chúng tự bơi tới để sạc lại pin của mình. Sau khi nạp đủ năng lượng, chúng sẽ trôi ra ngoài phòng trưng bày, được đẩy lên nhờ các cánh quạt nhỏ. Các aerob còn có thể tỏa ra mùi hương như mùi của gia vị, mùi của biển cả, than đá. Chúng cũng phản ứng với các kích thích khác nhau trong gian phòng và du khách bên dưới chúng, khiến hành vi của các con sứa này trở nên khó đoán hơn. Sản phẩm này được xem là sự kết hợp đầy phá cách giữa sinh học, nghệ thuật và công nghệ hiện đại, mở ra tương lai của những thiết bị máy móc có thể hành động độc lập. Tập thứ 39 của loạt truyện tranh Asterix và Obelix sắp được ra mắt người hâm mộ toàn cầu. Tập mới có tên Asterix và Griffon vừa được nhà sản xuất bản Hachette của Pháp giới thiệu tại Paris. Tập mới của truyện Asterix sẽ lên kệ nhà sách ở Pháp từ ngày 21 tháng 10 tới. Với tựa đề Asterix và Griffon, tập này là sản phẩm mới nhất của loạt truyện tranh nổi tiếng của Pháp, đã bán được trên 380 triệu bản trên thế giới. Bối cảnh câu chuyện vẫn xảy ra trong ngôi làng Gaulois. Các nhân vật trong đó sẽ thực hiện một hành trình dài sang Đông Âu, trong khi các tập trước chủ yếu nói về chuyện của Tây Âu. Nội dung hành trình trong tập mới kể về bộ tộc Samate tưởng tượng, chuyên sống kiểu du mục ở Romania, Hungary, Ba Lan, Nga, Ukraine. Thậm chí họ còn đặt chân đến Kazakhstan. Các tác giả tiết lộ tập truyện mới cũng đề cập đến văn hóa Slava của nhiều nước Đông Âu. Asterix ra mắt album mới vào các năm lẻ, xen kẽ với Lucky Luke, một bộ truyện nổi tiếng khác được nhiều người yêu thích truyện tranh thường đón đọc. Phóng ô tô bay xa hàng chục mét là chuyện rất nhiều người có thể làm được, nhưng khi đó là khoảng cách giữa hai tòa nhà cao 30 tầng, thì cả đất nước Estonia chỉ có mỗi Kazimierz. Đây là hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Tony Mayer ở thủ đô Tallinn của Estonia. Chúng có 30 tầng, cao 117 mét, cách nhau 11 mét. Katie Meyer có dây bảo hiểm nên rất thoải mái phóng xe hết tốc lực bay qua giữa hai tòa nhà. Trả lời phỏng vấn sau đó, cô cho biết mình thấy rất bình thản, chẳng nghĩ ngợi gì. Với cô, dám thử mọi thứ và khám phá giới hạn của bản thân, đó mới là cách tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, Katie Meyer không phải là một người liều lĩnh. Năm nay 26 tuổi, cô là một trong nữ tay đua vượt chướng ngại vật hàng đầu châu Âu, từng đạt hạng 6 tại giải vô địch châu Âu năm 2017. Thông tin cập nhật. Khuya hôm qua, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy kho vải trên địa bàn phường Tân Mai. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút, lửa bất ngờ bùng lên bên trên trong kho chứa vải của một công ty may nằm trên đường Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa. Phát hiện vụ việc, các bảo vệ lao vào tiến hành dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Lửa nhanh chóng cháy lan bao trùm cả khu nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông, kèm theo cột lửa đỏ rực trời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ tiếp cận hiện trường.
Do bên trong chứa nhiều vải nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, gần 2 giờ sau ngọn lửa mới được khống chế. Hiện con số thiệt hại và nguyên nhân đang được làm rõ. Cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, vào 18h30 phút chiều nay, 60 giây sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong ngày đến quý vị. Mời quý vị đón xem, theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.